Hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cái mẫu khung mà mình vừa chụp cho cái shop ở Kiên Giang. Anh này là ở Kiên Giang hay sao? Đúng rồi, Sóc Trăng Kiên Giang gì đó, không nhớ nữa. Ok, thì cái phong khi mà mình chụp cho anh em nè, hiện tại là mình chụp có hai loại keo, một loại keo tím và keo xanh. Nói chung hai cái loại này á là nó đều sử dụng được hết, chứ không có phải là sao tự nhiên hôm bữa anh chụp keo tím mà bữa thì chụp keo xanh. Thì nó có nguyên nhân của nó nha anh em. Keo xanh, keo tím, thì lý do tại sao mình chụp keo tím và lý do tại sao mình chụp keo xanh thì nó đều có cái tác dụng của nó, chứ không phải là sao lại keo tím, keo xanh, keo vàng. Nói chung là có rất là nhiều loại màu trong đó, nhưng mà nó có đều có cái tác dụng của nó để mà trong cái công việc ứng dụng của mình và mình in ấn như thế nào, sử dụng như thế nào, thì mỗi loại keo nó có mỗi đặc tính và cái khả năng của nó, đó, độ bền của nó nữa. Ok, thì đây hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cái bộ khung mình chụp cho. Với bộ khung của mình chụp thì hiện tại là nó có 9 con số, từ số 10 tới số 19 nha. Đó, số 10 tới số 19. Đó, số 12, 13. 12, 13 ha. Đó. Hiện tại là mình đang quay mặt ngoài. Đó, thì nó cách chụp của mình ấy thì nó cũng rất là độc lạ luôn. Hiện tại thì trên thị trường thì ít người chụp kiểu này lắm. Đây là cái cách mình làm mà mình thiết kế cái bàn. Nếu các bạn chụp cái phim của mình thì mình sẽ gửi cho bạn cái mô hình cái bàn mình làm luôn. Đó, cái mô hình của mình thì nó ứng dụng cho shop thể thao rất là hiệu quả. Cái không gian cái bàn của mình nó chỉ cần đâu đó 4 mét trở lại thôi. Đó, thì 3 đến 4 mét thì anh em có thể là set up một cái bàn in lụa và có thể in được đồng phục và in đồ đá banh rất là hiệu quả. Đó, cái mô hình cái bàn của mình thì mình cũng có chia sẻ, mình cũng có đăng lên cái Zalo, các bạn cũng thấy rồi. Đó, anh em nào mà thích cái mô hình đó thì có thể là sử dụng. Mình sẽ gửi luôn cái mẫu thiết kế bàn đó và kích thước luôn, các bạn chỉ việc ra ngồi tìm sách và người ta nhìn vào là người ta biết làm thôi. Đó, có mã số và cái thông số hết trên đó thì anh em chỉ cần làm thôi. Hôm nay thì mình giới thiệu cái khung. Đây là khung số quân. Hiện tại khung số quân này thì mình làm cho anh em, đây là từ số 10 tới số 20, 24, 25. Thì như vậy thì anh em sẽ in rất là nhanh, in nhanh hơn được can luôn. Đó, số 10, số 11 tới số 25 thì anh em in rất là nhanh luôn. Đó. Đó. Rồi cách in như thế nào thì anh em sẽ theo dõi cái video của mình, thì mình đã chia sẻ anh em in số quân. Anh em in rất là nhanh. Đó. Rồi. Đó. Đó, khung thì hiện tại thì khung nó mình chụp lên như thế này nè, các bạn có nhìn thấy cái độ sắc nét của từng cái con số của mình chụp này. Mình đảm bảo với các bạn là mình chụp cho các bạn có thể bảo hành cho các bạn từ 3 đến 5 năm luôn đó. Đó, nếu anh em nào mà in cái vấn đề mà in về là bèo hay keo liền đó, thì mình chụp lại cho các bạn. Còn cái vấn đề các bạn rủi ro, các bạn làm quá trình mà đụng chạm trọt coi sát nó rách thì thôi thua, cái đó mà bị bảo hành là thua luôn rồi, không không được. Ok anh em nha. Đó, rồi quay sơ lại cho anh em giỏi. Đó, 89 nè. Đó, 89 hả. Còn cái phong này, khi mình làm phong cho các bạn á, mình sẽ khuyến mãi tặng cho các bạn luôn một cái phong đuôi tiếp, là các bạn đánh cài trực tiếp vô máy luôn. Anh em cài trực tiếp vô máy luôn cũng được nữa. Đó, cài trực tiếp vô máy em xài in chuyển nhiệt nữa, bộ nào cũng vậy luôn. Cũng đã là riêng yêu cầu bộ của khách khách gửi cho mình thì mình chụp cho khách thôi. Rồi ok, anh em nào nếu anh em nào thích những cái phong số đẹp độc lạ thì có thể là inbox mình để mình gửi cho các bạn những phong mới nhất. Có thể anh em có thể chưa biết, và anh em nhiều cái phong cũ là đẹp và anh em cũng chưa biết thì mình có thể là cập nhật cho anh em. Ừ, hiện tại là mình có cái kho một phân số rất là lớn, anh em nào thích thì có thể sử dụng thôi. Rồi ok, thank you anh em nha. Anh em nào thấy anh em nào thấy được thì ủng hộ YouTube của mình, like và chia sẻ kênh của mình nha anh em. Ok, thank you anh em.